Điện mặt trời có lưu trữ tại Phú Quốc anh em nhá. Hôm nay tôi dẫn anh em thăm một cái hệ thống hybrid có lưu trữ luôn. Tại Phú Quốc này thì gia đình này là gia đình chú đô ở khu đô thị Sonasi thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nhưng mà cái khu vực này thì liên tục là bị mất điện lưới mà có vẻ nghe chú bảo là điện lưới nó không ổn định lắm anh em ạ. À. Nhà chú thì cũng có lắp những cái hệ thống đèn năng lượng mặt trời mà hôm bữa tôi quay anh em xem rồi. Hệ thống này ở đây gồm có 10 tấm pin 535W anh em nhá. Mỗi tấm này là 535, tổng công suất là năm 5,35 ký Hệ thống này một ngày thì thu được ấy là khoảng là 20 số điện này Bây giờ tôi cúp điện lưới thì ATS nó nhảy sang cái chế độ là chờ chế độ backup dự phòng lúc mất điện lưới Với hệ thống này thì gia đình anh chị em là không còn phải lo lắng về cái chi phí tiền điện đồng thời ấy là không phải lo lắng về cái vấn đề bị mất điện anh em nhá Ở đây khung dàn là sơn hết này Sơn tĩnh điện màu đen Cái việc mà anh em sơn như này Ở đây thì khu vực gần biển này chống rỉ mòn anh em nhá Để tuổi thọ khung dàn cao hơn